Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi Đắk Nông lên núi rừng chơi, chơi ở nhà con trai của ông Nguyễn Tấn Trí. Bây giờ vợ chồng tôi đi qua đón vợ chồng anh Trí để lên núi rừng của Đắk Nông nha. Sắp sửa đón anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí đây rồi. Đây, chạy qua khu Menor đón anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí. Tới Menor đây rồi. Nơi đây là chỗ của ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí nghỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây, ông bà đây. Đó, tôi thấy mặt ông bà đây rồi. Và cháu Đạt luôn. Dad, it seems that your grandpa and grandma loves you, right? Do you like it? Do you like to go to Đắk Nông today? Yes. Your uncles mentioned you love. Great. I love a job. Oh. We will be up there and enjoy our time, okay? Thank you. Ở thành phố Hồ Chí Minh đi ban sáng lúc nào cũng kẹt xe hết. Mà xe gắn máy thì nhiều lắm. Cảnh này làm gì có bên Mỹ được. Trời ơi là trời, xe gắn máy không thôi là cũng khùng luôn. Cảnh này không bao giờ mà thấy được ở bên Mỹ hả anh Trí hả? Xe gắn máy có nhiều ơi. Mỗi người chiếc xe gắn máy chạy vậy nè. Đường cả ngày chưa gặp một chiếc xe gắn máy. Dạ. Kẹt xe ban sáng là chỗ đó đó. Nhưng mà xe hơi cũng kẹt nữa. Xe gắn máy kinh khủng thiệt. Đúng là người đông không thể tưởng tượng được. Đường đi Đắk Nông, đi ngang qua Bình Dương. Bình Dương thì đường xá rất là đẹp, tốt lắm. Đi lên núi rừng Đắk Nông thì phải ghé ngang qua thành phố Đồng Xoài. Đây là hình ảnh đi ngang qua thành phố Đồng Xoài. Hôm nay trời này đang rất là đẹp, nhưng mà bắt đầu thấy mây rồi. Sợ lên trên đó mà mưa đó thì trên nông thôn nó lầy lội. Ráng sao đi đừng có mưa. Nhưng mà mùa này mùa mưa thì cũng không biết được mà mò. Giờ này đi còn đẹp lắm. Đang đi ngang qua thành phố Đồng Xoài đây. Đây là trung tâm thành phố Đồng Xoài. Đây là bồng binh chính của thành phố Đồng Xoài. Núi đồi Đắk Nông xa xa nhìn rất là đẹp. Xanh tươi, tự nhiên thấy mát mắt dễ sợ luôn. Đi ngang qua Kiến Đức, huyện Đắk Rấp ở Đắk Nông đây. Giang nghĩa còn 26 cây.
còn 26 cây, kiến thức còn 1 cây. 5 cây. View núi đồi của Đắk Nông rất là đẹp và thơ mộng. Ở đây nhìn thấy mát mẻ, đẹp dễ sợ luôn. Đi qua trung tâm Kiến Đức, đổi tay lái, ông già 100 tuổi vẫn đạp chạy 160 cây số một giờ. Ngon lành nha. Vẫn còn khỏe mạnh mà. Đây là trung tâm Kiến Đức đây nè. Trung tâm Kiến Đức, đang đi qua trung tâm Kiến Đức. Ông già này 100 tuổi chạy được 160 cây số một giờ. Ngon lành luôn phải không? Tay cũng còn ngon lắm, còn cứng cáp lắm. Vừa chạy vừa bay luôn. Vậy à? Còn ngon lắm, chạy cái đã lắm. Tại vì đường với nhà con của ổng thì ổng biết rành hơn nên để ổng lái xe cho chắc ăn. Đi tới nhà con của ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí thì đi ngang qua Gia Nghĩa. Đây là Gia Nghĩa. Ở trên này đường xá đẹp, rộng rãi. Đi từ đây tới nhà của con của ông Nam Sơn đi vô rừng. Mà rừng đẹp lắm. Rất là đẹp. Đường xá thành phố Gia Nghĩa rất là đẹp. Đẹp lắm, đây đẹp lắm. Trồng những cái cây, cái pom đẹp thiệt á. Để ăn rồi cái tôi chả ông cho ông ngó chơi chút xíu. Rồi đường ở đây đẹp quá. Rộng rãi, yên tĩnh, khí hậu mát mẻ. Em khách sạn mình ở này rất là đẹp. Mấy anh em tới thành phố Gia Nghĩa, dừng chân ở đây vào quán bún đậu mắm tôm ở thành phố Gia Nghĩa ăn. Ông Trí ông ăn ở đây nhiều rồi, ông nói rằng là ngon, để xem tới sao nha. Đây món bún đậu mắm tôm. Mắm tôm là có ớt, có tắc, có mắm tôm, có bánh tráng, cuốn. Và vui rồi, xin mời cả nhà cùng ăn món bún đậu mắm tôm. Ông già 100 này chạy nhanh lắm, sắp tới nhà của con trai của ông già này rồi. Đây là quốc lộ 14, đoạn đường nào là có bảng vào đây. Gà với thịt heo là ngon mà. Ở Đắk Nông núi đồi rất là đẹp đó, nhìn rất là thơ mộng. Đi lên núi rừng của Đắk Nông, nhà con trai của ông Trí, để mà thưởng thức khí trong lành nha. Đó, có cây xăng màu đỏ. Có cây xăng màu đỏ của quân đội. Xăng ở đây là không có màu đỏ, chỉ có cây đó màu đỏ. Điều thứ nhất nha. À. Điều thứ hai, tôi nói nhà nó gần cái nhà máy mì. Nhà máy mì là cái đó đó. À, nhà. Đó. Đó. Nhà máy mì. À, bãi nhà máy mì đó. À. Đó. Máy mì là máy khoai mì đó. À. Nó làm bột ngọt đó. Bột ngọt á. Cái này á. Nè coi nè. Đó rồi tới nhà nó là cái nhà đó là đi. Tới nhà nó đó. Thấy qua cái nhà máy mì là tới rồi đó. Đó. Cái miếng đất này của nhà máy mì nè. À. Đó. Ghé dặn heo nha. À. Ghé dặn heo nha. Đây là đường nào là đường vô nhà. Đây phải không? Có phải một trái. À, đây là khoan, đây là... Đây là đường vào phải không? À. Cái đường... Đây là ngã ba Trung Dân hả? Đường đất vào phải không? Em ơi, chết ông Lê Thanh Sang, cái xe của ông Lê Thanh Sang rồi.
xe nào? Xe này về nhà tha hồ mà đường đất nó dính hết đất đỏ lên xe không lên lên xe. Đúng không sao đâu. Về trong lên lên xe khóc chơi cho vui. Đây đường vào nhà của Tùng con trai của ông Nam Sơn đây. Ôi dồi ôi đường đất. Phải vô rừng như vậy ở cái đường. Đó, đường vào nhà chú Tùng đây thơ mộng vô cùng. Thấy cây cỏ, núi đồi. Nhưng mà chỗ này thì đổ xi măng cũng được. Và chạy ngang qua vườn tiêu. Đây là đường vào Hoàng Thơ Farm, nông trại của Hoàng Thơ đây. Sắp sửa tráng cái này rồi. Sắp sửa tráng rồi. À, sắp sửa tráng rồi. À. Đây, đây là vào nông trại của Hoàng Thơ. Thơ có mấy cái đó rồi. Đây nè, nè. Đi vô nè. Chết mẹ không? Ủa xây cái cổng? Mình xây cổng rồi sao mình vô? À, dạ xuống dưới đó. Giờ đang xây cổng vào Hoàng Thơ Farm. Ở đây có Nam Sơn Tiểu Lộ đàng hoàng. Ngon lành ha. Nhìn mặt về mà cũng có Nam Sơn Tiểu Lộ ha. Vui dễ sợ luôn. Đây đó, anh mặt này có con đường Nam Sơn Tiểu Lộ nè. Đó, vui chưa? Sao, khỏe không? Nam Sơn Tiểu Lộ. Ông Hùng. Nam Sơn Tiểu Lộ. Đi tới dinh thự Nam Sơn. À, dinh thự Nam Sơn ở đây. Ở đây là khu vực mà ông Nam Sơn lên nghỉ mát cùng với gia đình. Chỗ này là con trai của ông làm chủ. Cả cái vùng này núi đồi nhìn ra rất là thơ mộng. Còn bên tới cái suối thôi. Mình nhìn thấy có con suối dưới đó. Đây, tư dân con trai của ông Trí đứng ở đây nhìn qua thấy cảnh núi đồi rồi suối rất là thơ mộng. Mày hôm nay lên trên tư dân ở đây. Đó. Ở dưới đây thì trồng cà phê. Tiêu đó. Tiêu. Tiêu đó. Suối, suối kìa. Đầy đủ ở đây. À. Và đây là cảnh một tư gia ở đây. Rộng lớn. À, rộng lớn ở đây. Có nuôi mấy chú em nhà mình sủa quá đi. Mấy chú em mà sủa quá đi. Đây trong nhà đây. Đó, bà chủ nhà với Đạt với chị Hà nè không? Có bà chủ nhà nè. Còn thằng Phong mình còn là một người. Rồi nào, cái đây. Đâu Đạt chị ơi. Mình còn nào? À, hôm nay. À. Cái gì? À cái này là mấy con mèo phải không? Dạ. Mấy con không có con trên đây. Có con trong chuồng. À con chuồng hả? À. Con mã nó giống. À. Con đi lát vô. Rồi đây phòng làm việc của Tùng ở bên này rồi. Đây. Ông Tùng nhà mình nó nằm ở bên này phòng làm việc. Ôi giời ơi. Nhà cũng rộng rãi lắm. Đây chắc phòng làm việc đây. À. Đúng là phòng làm việc của ông Tùng. Có tập thể dục của Tùng luôn hết. Có phòng gym. Ngon lành. À. Còn ông chủ nhà mình đang phải làm việc rồi. Ôi dồi ôi. Ông đang làm việc đây. Sống bằng cái nghề ôm cái computer ngày và đêm thì mới có tiền mà sống. Chào chú Tùng nhà mình. Cười. Đẹp trai mà.
làm việc ở đây, ngó cảnh núi đồi rất là thơ mộng như thế này đây. Hôm nay tới chơi nhà chú Tùng ở núi rừng tỉnh Đắk Nông nha. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi, nhà chuẩn bị ăn cơm tối, vậy là rất là vui. Chưa gì thấy khí hậu ở đây mát, không khí rất là trong lành. Giờ này không cần mấy lạnh, đã thấy lạnh người luôn rồi. Chắc đã xuống khoảng chừng 23, 24 độ C đó, mát dễ sợ luôn, tuyệt vời. Lần đầu tiên ăn cơm giữa núi rừng ở Đắk Nông. Món gà ở đây, rau, đó, cả nhà ăn ấy đầy, vậy là vui rồi. Xin mời mọi người nha, cơm ngon, ăn cơm tối giờ là vui. Xin mời Đạt nha. Dạ con mời đi, con mời ông, mời các ông, mời cô. Con mời ông nội, mời ông Sáu. Nhưng mà Đạt ơi, tại sao lại mời ông? Bà Sáu. Tại sao mời ông mà không mời bà Sáu? Mời cô Sáu. Không chịu hả? Tại sao là không chịu? Hả? Nó trẻ quá, nó không chịu bà. Ăn uống xong rồi, đã khuya rồi. Thôi chuẩn bị đi ngủ thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.